anh hai đi bắt cua anh hai ơi. Cua đâu em? Đây nè, nhanh. Wow, quá trời cua luôn. Cua to chưa nè. Rồi bỏ vô hũ nha. Wow. Đi con chuẩn bị kẹp đó nha. Wow, nhiều cua chưa? Ôi, mới mua xong quá trời cua luôn. Ba luôn. Ôi, rớt mất cái chân rồi. Rồi để bắt vô thôi. Anh hai bắt tiếp đi. Oh, cua bự quá. Wow. Oh, càng to quá. Rồi. Bây giờ mình mang ra chợ mình bán nha anh hai. Dẻo chứ không? Ôi cô ơi, cô mua cua con, cô mới bắt ngoài ruộng á. Đâu đưa cô coi. Cua này ít quá à, cô không mua đâu. Nhưng mà cô có thể đổi đồ ăn cho con được đó. À, đổi đồ ăn hả cô? Vậy đổi được cái chân gà này không cô? Không, cua này ít lắm, không đổi được chân gà đâu con. Cô đổi cho con được cái đùi gà nè, với một cái chân dẫn dưới hấu. Dạ, con cảm ơn cô. Đùi gà to quá à. Kẹo dễ dưới hấu chắc cũng ngon lắm ha. Wow. Thơm quá à.